nằm ở trong, đang chơi trong cái chuồng ngan. Bé đang đi khám phá. Các bạn đang xem video về mèo rất là chân thực trên kênh Kỹ thuật Mèo VN quay tại Việt Nam. Các bạn xem video thấy hay thì hãy nhớ like, đăng ký kênh hộ channel của mình nhé.